Chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 của các đơn vị doanh nghiệp. Tại buổi tiếp nhận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp nhận số tiền ủng hộ của các đơn vị gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Ninh Bình 500 triệu đồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nanpao ở khu công nghiệp Phúc Sơn hơn 36 triệu đồng, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 ủng hộ 20 triệu đồng. Đến 16 giờ ngày 26 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận của 355 tổ chức cá nhân tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đóng góp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.